Muốn xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình nhá. Chúc cả nhà một ngày mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì muôn cũng tranh thủ một chút khi xong công việc ở nhà tiếp đón những vị khách phương xa cả nhà. Thì để chuẩn bị cho một cái nó chu đáo, nó tốt hơn thì muôn đang lên cái kế hoạch phải lên rừng đi vẫy mấy con chim, mấy con chuột nha cả nhà. Thì hôm qua muôn vừa mới trở lại đất nước Lào để mình đi kiếm một số ít chuột rừng trong này cho các vị khách, nếu sau này là họ tới họ không chỉ là thưởng thức những cái món nhạc dân gian, còn có thêm những cái ẩm thực mang đậm nét của người đồng bào tại địa bàn của Muôn nhé. Bây giờ thì Muôn cũng xin mời cả nhà cùng đi theo chân Muôn đi gảy bởi chuột. Bẫy thì muốn dùng loại bẫy kẹp này cả nhà. Đây, mồi thì là những cái củ sắn này muôn đã phơi khô rồi để cho nó đỡ bị mốc cả nhà nhé. Có thể là muôn sẽ để 2 ngày hoặc bao nhiêu ngày á, muôn sẽ dùng cái mồi mì này. Nếu mà gặp những cái trái rừng nữa cả nhà, muôn sẽ dùng cái trái rừng nữa để mình đặt luôn. Bây giờ thì muôn sẽ đặt ở đây một cái. Chắc hẳn thì mọi người cũng sẽ thắc mắc tại sao Muôn lại đi cái rừng Lào mà không đi rừng Việt Nam nhé cả nhà. Thật ra thì rừng Lào nó có rất là nhiều loại mình cần phải tìm, giống như chuột hoặc là những con dúi. Nó có ở đây nó dễ có hơn cả nhà. Còn ở bên Việt Nam nếu mà mình đi thì một đêm có khi là mình không được cái gì. Còn bên này là chỉ cần là một đêm hoặc là 2 đêm mình có thể là mang được số lượng mấy con chuột nhé cả nhà. Đó, thì muốn gửi gắm những cái đồ rừng là cái thứ đặc sản giống như chim chuột hoặc là dúi để đãi khách nha cả nhà.
Bây giờ còn một cái cuối cùng thôi nha. Cái này nó bị hư cái lưỡi rồi, chắc là muốn để lại nhá. Hiện tại thì muốn đang ở chỗ cái hang bữa trước là hai anh em làm cái chỗ ở đây rồi. Thì đống lửa thì nữa chắc phải nhóm lửa ở đây cả nhà. Chín con này, con cả nhà. Thế là có đồ ăn rồi. Con này tuy không không lớn nhưng mà có đồ ăn rồi. Giờ để tạm thời mình nướng một con để mình ăn. Ngon rồi. Muốn dần nướng một con này cả nhà. Đó. Rồi sẽ dùng là cơm nắm để ăn nhé. Giờ muốn đi một mình nên là mang một ít thôi. Cơm nắm ở đây thì muốn giả sẵn muối ớt ở đây rồi. Đó, bây giờ là có thịt cũng chín ngon rồi. Mình sẽ xé từng miếng rồi chấm vào muối ớt này thôi cả nhà. Một mình đôi khi là ăn trong rừng nó rất là đơn giản thôi. Mình để tiết kiệm thời gian tí nó muốn sẽ thu bẫy về nữa cả nhà. Còn bây giờ thì sẽ tạm ăn trưa ở đây một chút nhé. Cái phần này nó cháy quá thì mình bỏ ra đi. Phần này nó cháy giòn quá, bỏ ra. Một mình trong rừng thì nó đơn giản thôi cả nhà. Một miếng cơm nắm bỏ bằng cái bọc ni lông này. Rồi cộng thêm một miếng thịt thì là đủ no rồi. Muối ớt thì mua nên giả từ nhà rồi. Ôi, muốn mời cả nhà dùng bữa với muôn nhá. Ở bên Lào quen nên là dùng tay bốc thôi cả nhà. Quá ngon rồi cả nhà.
Muôn vừa mới ăn uống xong cả nhà, bây giờ thì Muôn xin mời cả nhà đi thu bẫy cùng với Muôn để xem cái ngày cuối Muôn thu này là nó được bao nhiêu tên nhá. Trong cái khu rừng này thì chuột cũng khá là nhiều, nhưng mà toàn những cái chuột nhỏ thôi, những cái con chuột mang thì nó cũng ít thôi cả nhà. Cái tầm nếu mà chúng đợt trước thì chúng gần 100 con thì có 40-50 chuột mà chuột mang thôi, còn lại thì không có con chuột đó nữa. Rồi bây giờ Muôn mời cả nhà đi theo chân của Muôn nhé. Đợt trước đi soi đêm thì cũng sợ nó hết rồi, không biết là bây giờ có dính được con nào không cả nhà. Nên là mình cứ dính hoặc là không thì cứ thu bẫy về nhé. Cái đầu tiên, ui trời, cái đầu tiên nó bị kiến ăn rồi. Có con kỳ tôm kìa, con này nó có sừng nhá, nhìn nó cũng đẹp đẹp. Sừng này cũng có mấy con này, không biết là có ai nuôi không, nhìn vui vui đấy. Chú bước hình thế nào, cái này nó nhỏ thôi cả nhà. Đó, lại Muôn nó đang có những con thịt kia rồi, không ăn với cái con này nhé. Nhảy đi, nhảy đi, đi về nào. Con này bị kiến ăn phân nửa cả nhà. Và bây giờ thì chắc là Muôn sẽ đi thăm bẫy, khi nào là nó xong xuôi thì Muôn sẽ review số lượng cho cả nhà xem nhé. Bây giờ thì vừa đi vừa gỡ và mang bỏ vào ba lô luôn cả nhà.
Và đây là kết quả cả nhà. Kết quả đi G7 này. Xem nào. Bao nhiêu con? Úi trời. Một này, hai, ba này, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, hai, ba, bốn, mười lăm, mười sáu. 16 con cả nhà. Có những cái con bự bự thôi. Đây. Những cái con này cũng to to này. 16 con. Bây giờ sẽ chất vào đây rồi đi về cả nhà nhé. Đi một hồi thu bẫy thì bây giờ còn một ít này thôi cả nhà, muốn là chưa cất vào ba lô. Ở dưới kia còn một vài cái nữa, bây giờ thì muốn cũng sẽ tranh thủ đi lượm nốt cái bẫy của mình cả nhà nhé. Hôm nay thì cũng không dính được nhiều giống như hôm trước. Hôm trước thì là cái mùa đầu tiên đó, mình bẫy thì nó sẽ có được nhiều hơn. Thì mấy bữa sau càng ngày nó càng ít đi. Muôn hôm nay bẫy ở đây chỉ có 2 đêm thôi là muôn về rồi. Bây giờ thì muôn cũng xin phép mọi người được kết thúc video tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo của muôn nhé.